Tại sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Em phải nhớ, hai gia đình chúng ta đã có hôn ước từ trước với nhau. Trước sau gì, em cũng sẽ thuộc về anh. Dạ chào anh chị. Dạ mời chị. Chị. Dạ. Hôm nay tôi qua đây xin thưa với anh chị cho thằng Duy con tôi được lấy cháu Mai. Dạ, còn đây là một ít lễ vật mong anh chị nhận dùm. Dạ, mời anh chị dùng nước. Dạ mời anh. Bà vô mà thấy con Mai ra đây. May quá anh đến rồi. Anh ơi, mình đi thôi. Nhanh lên anh. Duy, Duy. Đuổi theo. Đi. Dạ. Nhanh lên. Thưa con người. Dạ, cảm ơn cậu. À, em đợi anh chút. Chú có thể cho con một cây đàn rồi lát con gửi lại. Cảm ơn chú. Đi em. Xa băng những ngày đông, chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều. Nếu không phải là em thì ai sống sao? Và nếu không phải là em, tình yêu nơi đâu? Anh mang nỗi đau trong lòng anh chôn sâu với tâm tư đầy vơi, giận lòng không khóc khi từng đêm xuống anh không có. Ông có thấy hai người nam nữ đi vô chùa không? Đi. Anh à, em không muốn mình phải trốn tránh như vậy nữa. Hay là mình đi đâu đó thật xa nha anh. Rồi sau này ba mẹ sẽ hiểu cho em mà. Ha ha ha!
với tâm tư đầy vơi, sẵn lòng không khóc khi từng đêm xuống anh không có. Đây là kiến trúc sư Dũng. Sau khi khảo sát, kiến trúc sư sẽ ở lại đây một thời gian để giúp chúng ta sửa sang lại chùa. Phương, con hãy dẫn kiến trúc sư đi tham quan chùa giùm ta. Dạ. Xuống anh không có em vì anh quá yêu.
Mới đó mà đã hơn 3 tháng anh sống ở đây rồi. À, mà sao em lại sống ở đây? Tại vì từ lúc nhỏ em đã nghe sư cô kể lại, mẹ em được sư cô cứu sống trong lúc đang mang thai em. Và sinh em ra được 1 năm thì mẹ em cũng mất. Em được lớn lên ở đây, nơi đây với em rất nhiều kỷ niệm. Sau khi học đại học thành phố xong, em về đây xin phép sư cô cho em được phép ở lại đây dạy học. Anh thấy chỗ này sao? Anh thích không? Anh thích. Và anh còn thích nhiều hơn nữa khi tới đây anh được gặp em. À, sắp tới ba của anh sẽ lên đây thăm anh. Anh có nói với ba rất nhiều về em. Em gặp ba nha. Ừ. Sao giờ này ba mới lên? Con đợi ba từ chiều tới giờ đó. Ba bận một số việc nên tới trễ. Ba khỏe không ba? Ba khỏe con. Thưa ba, đây là Phương, người mà con hay kể với ba đó. Còn đây là ba của anh. Chào bác. Ba. 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 Ba có sao không ba? Ba. Ừ. Ba sao vậy? Ba không sao. Chào con. Đã bao năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nợ ba một lời xin lỗi mà tôi chưa bao giờ nói được. Có lẽ những ngày cuối đời còn lại của tôi phải sống trong sự dằn vặt đau khổ. Tôi đã hối hận rất nhiều khi đã gây ra quá nhiều tội ác. Đến bây giờ tôi đã bị quả báo khi mà Thần Dũng lại yêu chính người chị ruột của nó. Tôi xin bà hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin bà hãy chỉ cho tôi phải làm cách gì đây? Tôi phải làm cách gì để xóa hết mọi tội lỗi của mình? Bà hãy chỉ cho tôi. Trong lòng anh trót
sầu với tâm tư đầy vơi, giận lòng không khóc khi từng đêm xuống anh không có. Về đây.